Ukraina xây dựng tuyến phòng thủ mới tại hậu phương Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, việc đàm phán giữa Kiev và Moscow có tầm quan trọng chiến lược đối với cả hai quốc gia này và đặc biệt là đối với phương Tây. Tuy nhiên, lợi ích trên thực tế ở mỗi bên lại cân nhắc một cách khác nhau. Trong khi Nga đang tăng cường các loại hệ thống vũ khí tại quần khu Đông Bắc thì Ukraina lại đang đẩy mạnh xây dựng các tuyến phòng thủ mới tại hậu phương. Thực hư ra sao, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện này ngay sau đây với những nội dung chi tiết. Ukraina đẩy mạnh xây dựng tuyến phòng thủ mới ở hậu phương. Sau khi mất Uleda, lực lượng Ukraina đã bắt đầu xây dựng một tuyến phòng thủ mới. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự rất nghi ngờ về sự thành công của ý tưởng này. Lực lượng Ukraina đang tạo ra các tuyến phòng thủ mới ở biên giới vùng Dnipropetrovsk cũng như là ngay trong khu vực Porovsky. Theo truyền thông Ukraina, các công sự lần đầu tiên đã được dựng lên dọc chiến tuyến Dnipro. Đây sẽ là tuyến công sự nằm giữa hai khu định cư quan trọng là Mezivoy và Slavyanka. Cảnh biên niên sử quân sự đánh giá dựa trên bản đồ cho thấy các công sự đang khẩn trương hoàn thiện tại phía Tây. Theo các nhà phân tích, trong trường hợp Porovsky thất thủ, thì quân đội Nga sẽ phải di chuyển khoảng 15 km để tới biên giới vùng Dnipropetrovsk. Vì thế của quân đội Ukraine theo hướng này đã xấu đi đáng kể sau khi quân đội Nga đã giải phóng Uleda. Theo tờ Reuters, tướng Alexander Sersky đã ra lệnh tăng cường phòng thủ trên các vùng lãnh thổ như Donetsk. Podolsky là một trong những trung tâm hậu cần quan trọng nhất của lực lượng Ukraine. Việc mất thành phố này sẽ phá vỡ sự gắn kết của mọi vị trí trong quân đội Ukraine. Vì vậy, Ukraine có mục tiêu là bảo vệ khu vực này càng lâu càng tốt, bằng cách tăng cường các công sự và bổ sung thêm quân nhân. Kiev đã nhiều lần chuyển các đơn vị từ các hướng khác về khu vực này và động thái này phần nào đã làm chậm bước tiến của quân đội Nga. Tuy nhiên, Kiev sẽ phải đối mặt với một số vấn đề bao gồm chất lượng của các công sự đang được xây dựng, cũng như là thiếu hụt về nhân sự. Điều tương tự cũng áp dụng cho các thành trì đang được xây dựng ở vùng Dnipropetrov khi quân đội Nga giải phóng Borovsky sẽ có thêm một lựa chọn không chỉ tiến theo hướng Zaborozhye mà còn cả Palovka. Theo quan điểm hậu cần của lực lượng Ukraine, Mục tiêu của các tuyến phòng thủ cũng là bảo vệ Palovka. Trước đó vào đầu tuần, quân Nga đã tấn công Palovka với lực lượng của tổ hợp chiến thuật hoạt động Iskander. Tại vùng Dnipropetrovsk, Ukraine không xây dựng được các công sự một cách kiên cố. So với khu vực Donbass, thì những công sự này không thể so sánh. Nếu mối đe dọa đối với quân đội Ukraine gia tăng, thì họ sẽ cố gắng tăng cường sức mạnh cho các khu vực phía Đông và phía Nam. Nhưng đây là một triển vọng lâu dài, bởi vì quân đội Nga vẫn còn nhiều việc phải làm ở khu vực Donetsk và Zaporozhye. Các nhà phân tích quân sự cho rằng, việc Ukraine xây dựng khẩn cấp hệ thống phòng thủ ở biên giới vùng Dnipropetrov cho thấy họ đang nhìn thấy xu hướng một cách khách quan hơn. Chính quyền Kiev hiểu rằng quân đội Ukraine cần phải rút lui. Tuy nhiên, thì sự rút lui của Ukraine không đảm bảo đầy đủ an ninh cho các vùng lãnh thổ đã được giải phóng, vì pháo kích vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Tổng thống Putin đã nói rằng, càng có nhiều hệ thống hủy diệt tầm xa được quân đội Ukraine trang bị, thì Nga sẽ càng phải gia tăng sức mạnh tại những khu vực tiền tuyến hơn nữa. Và đây là điều mà quân đội Nga đang làm. Trong khi đó, lực lượng Ukraina cũng đang gấp rút xây dựng các tuyến phòng thủ, không chỉ ở biên giới vùng Dnipropetrov mà còn cả ở Orekhovsky, cũng như gần thành phố Zaporozhye. Phía Ukraine cũng đang đối mặt với tình trạng tham nhũng gia tăng khi làm các công sự phòng thủ này. Nhiều chính trị gia cấp cao tại Kiev cho rằng, mặt trận có thể sụp đổ nếu như Kiev không có những chính sách nghiêm khắc để dằn đe những hành vi này. Tầm quan trọng của đàm phán giữa Kiev và Moscow Kiev và các đồng minh phương Tây nhận thấy sự cần thiết phải đàm phán với Nga về các vùng lãnh thổ bị mất. Trong bối cảnh tâm trạng đang thay đổi ở phương Tây và sự rút lui của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Donbass, Trước đó thì quyết tâm chủ yếu là chấm dứt chiến tranh sau khi quân đội Nga bị trục xuất khỏi Ukraine. Hiện đang có những lời kêu gọi giải quyết bằng thương lượng cho cuộc xung đột này. Tuy nhiên, Kiev không nhận được sự hỗ trợ để đạt được mục tiêu khiêm tốn này. Tình hình sẽ trở nên phức tạp do sự rút lui của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Donbass. Sự chú ý của các đồng minh cũng bị chuyển hướng bởi tình hình ngày càng tồi tệ hơn tại Trung Đông. Một thỏa thuận đang được thảo luận bên lề sẽ cho phép Moscow duy trì quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và Ukraine sẽ có thể gia nhập NATO. Điều này ngụ ý đảm bảo an ninh trong biên giới do Kiev kiểm soát. Cựu Tổng thư ký Liên minh Jens Stoltenberg đã bóng gió về khả năng như vậy trong một cuộc phỏng vấn với một vài tờ báo phương Tây. Tuy nhiên, theo giới quan sát, Nga không quan tâm đến những cuộc đối thoại như vậy. Và để củng cố vị thế của Kiev, Mỹ và EU đã đề xuất tăng cường hỗ trợ quân sự và ngoại giao. Trước đó, thì ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa là Defense đã đề xuất Ukraine từ bỏ các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, cũng như nhận được sự đảm bảo về chủ quyền và tính trung lập. Nga tăng cường S-70 tại quân khu Đông Bắc. Truyền thông Mỹ viết rằng, mảnh vỡ của chiếc máy bay không người lái hạng nặng Hunter sẽ trở thành một phát hiện có giá trị đối với tình báo của phương Tây. Tuy nhiên, các chuyên gia nước ngoài khó có thể tìm ra được những bí mật đặc biệt có giá trị từ thiết bị này. Mảnh vỡ của chiếc UAV S-70 của Nga, hay còn được gọi là Okhotnik, có thể đã được tình báo phương Tây biết đến. Nhà báo Tiller Rogoway của kênh thông tin The One Zone lưu ý. Nghiên cứu về UAV có giá trị rất lớn đối với các đồng minh của Ukraine Tuy nhiên, từ hoàn cảnh chính xác của việc tìm thấy các thành phần mô hình vẫn chưa được biết đến Theo vị nhà báo này, UAV đang di chuyển qua khu vực quân khu phía Bắc cùng với một chiếc máy bay chiến đấu Su-57 Tại một thời điểm nào đó, thiết bị này đã bị mất kiểm soát Để ngăn chặn toàn bộ chiếc UAV rơi vào tay cơ quan tình báo phương Tây thì phi công lái máy bay đã tự mình bắn hạ chiếc UAV Cần lưu ý rằng Thực tế này phổ biến ở tất cả các quân đội trên thế giới, bởi vì đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Việc mất đi một chiếc UAV như vậy có thể là tổn thất to lớn đối với Nga. Nhưng phóng viên chiến trường Alexander Kost đưa tin về việc mất tích của Hunter vào ngày 5 tháng 10. Ông viết rằng chiếc UAV đã bị tên lửa không đối không bắn hạ ở khu vực Konstantinovka. Tuy nhiên, phóng viên này nghi ngờ rằng quân đội Ukraine có thể thu được những thông tin hữu ích bằng cách nghiên cứu các bộ phận của UAV. Vì trên những cỗ máy như vậy, mọi thứ có giá trị nhất thường được trang bị cơ chế tự hủy. Okonik là UAV tấn công hàng nặng do công ty Sukhoi sản xuất. Thiết bị này có khối lượng khoảng 20 tấn và được trang bị công nghệ giảm tín hiệu radar. Tốc độ tối đa của thiết bị là 1.400 km h UAV có khả năng mang tên lửa dẫn đường và bom, đồng thời được thiết kế riêng để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phối hợp với tiêm kích Su-57. Chuyến bay đầu tiên của chiếc UAV này đã diễn ra vào năm 2019, với thời lượng bay là khoảng 20 phút. Tuy nhiên, có thể giả định rằng khi UAV bốc cháy, các hệ thống chính chịu trách nhiệm về thuật toán vận hành của thiết bị cũng đã bị cháy. Cũng không nên loại trừ khả năng UAV đã tự hủy, thường được kích hoạt khi thiết bị rơi. Theo các chuyên gia, khi sản xuất bất kỳ UAV nào thì người ta đều tính toán đến khả năng rơi của những chiếc UAV đó. Điều này áp dụng cho tất cả các thiết bị quân sự trên toàn thế giới. Mỗi loại vũ khí đều có thể bị rơi vào tay của đối phương, nên không có gì quá đặc biệt khi một chiếc UAV này đã bị rơi. Điều quan trọng nữa là những chiếc UAV như vậy có thể đảm bảo an ninh trong vùng phòng không của đối phương. Dường như S-70 có mọi thứ như vũ khí dẫn đường, bom rơi tự do và thiết bị chính xác. Trong khi đó, các chuyên gia quân sự chỉ ra, nếu máy bay thực sự bị Su-57 bắn hạ, thì có lý do chính đáng cho việc này. Đó là lời giải thích rất có thể là do máy bay mất kiểm soát và mong muốn giảm thiểu thiệt hại, từ đó rơi vào tay kẻ thù. Đánh giá qua bức ảnh từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy, chiếc máy bay không người lái đã bị hư hỏng nghiêm trọng và dường như đang bốc cháy. Theo các chuyên gia, do có khả năng tàng hình và không có tổ hợp lái, nên S-70 có thể được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm sâu trong lãnh thổ của đối phương. Điều này đặc biệt quan trọng trong điều kiện phòng không dày đặc. Tuy nhiên, mặc dù thực tế là UAV đã được sản xuất hàng loạt và sử dụng trong chiến đấu, nhưng họ vẫn muốn cải tiến hơn nữa thiết kế của nó trước khi đưa nó ra xa hơn phạm vi chiến đấu phái đoàn Quốc hội Mỹ đến thăm Đài Loan. Đài Loan sẽ kỷ niệm ngày thành lập lần thứ 113 vào ngày 10 tháng 10 tới đây, trong bối cảnh chịu sức ép và đe dọa từ chính quyền Bắc Kinh. Một phái đoàn Quốc hội Mỹ đã đến thăm Đài Loan để gặp gỡ các quan chức cấp cao của Đài Loan và tham dự lễ kỷ niệm ngày quốc khánh của hòn đảo này vào ngày 10 tháng 10. Theo thông cáo báo chí từ Bộ Ngoại giao Đài Loan, dân biểu Lesko dẫn đầu phái đoàn đã đến thăm Đài Loan vào ngày 6 tháng 10 trong chuyến thăm kéo dài 6 ngày. Chuyến đi của họ thể hiện sự ủng hộ vững chắc của Quốc hội Mỹ đối với Đài Loan, cũng như là hòa bình và ổn định tại eo biển này. Bà nhà lập pháp dự kiến sẽ gặp Phó Tổng thống Đài Loan Hsiao P'i Kim, người đại diện hàng đầu của hòn đảo này tại Mỹ từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 11 năm 2023. Theo bộ này, các cuộc đàm phán giữa hai bên sẽ tập trung vào quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, an ninh khu vực và chính sách kinh tế cũng như năng lượng. Bộ này cho biết chuyến thăm của phái đoàn là quan trọng, vì Bắc Kinh vẫn tiếp tục sử dụng chiến thuật vùng xám để phá hoại hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, thường xuyên thực hiện các biện pháp cô lập hòn đảo này khỏi cộng đồng quốc tế. Các hoạt động vùng xám là những hành động được thiết kế để duy trì dưới ngưỡng gây ra xung đột quân sự, nhưng lại tạo ra áp lực chính trị để Đài Bắc phải nhượng bộ các yêu cầu của Bắc Kinh. Vào ngày 7 tháng 10, Phái đoàn Mỹ đã gặp Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan Joseph Gu tại Tòa nhà Văn phòng Tổng thống. Đài này đã đưa tin rằng các nhà lập pháp Mỹ đến thăm đã nói với Gu về sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với Đài Loan và luôn đồng tình với quan điểm rằng hòn đảo này đóng vai trò chính trong hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới. Đài Loan sẽ kỷ niệm lần sinh nhật thứ 113 vào ngày Quốc Khánh, hay còn được gọi là ngày song thập. Điểm nhấn của sự kiện này sẽ là bài phát biểu quan trọng của Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức. Các đồng minh ngoại giao của Đài Loan cũng sẽ cử đại diện đến dự lễ kỷ niệm ngày Quốc Khánh của Đài Loan. Theo Bộ Ngoại giao Đài Loan, đây là lần đầu tiên Bis và Miller đến thăm Đài Loan, trong khi Lesko đã đến thăm hòn đảo này vào năm 2016 với tư cách là thành viên của phái đoàn cấp cao nhà nước Mỹ. Vào năm 2023, Lesko cũng là một trong những người đồng bảo trợ cho nghị quyết của Hạ viện kêu gọi chính quyền cho Biden chấm dứt chính sách một Trung Quốc và chính thức công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập. Mỹ đã duy trì chính sách Trung Quốc kể từ năm 1979, trong khi đó Mỹ vẫn duy trì mối quan hệ phi ngoại giao với Đài Loan dựa trên đạo luật quan hệ Đài Loan. Bộ Quốc phòng Mỹ đã cho phép nước này cung cấp cho Đài Loan những thiết bị quân sự để hòn đảo này tự vệ, cũng như là kêu gọi thành lập một công ty phi lợi nhuận có tên là Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, hiện là đại sứ quán Mỹ tại hòn đảo này. Đài Loan cũng cáo buộc Trung Quốc đã săn trộm các đồng minh ngoại giao của mình. Kể từ năm 2016, Đài Loan đã mất rất nhiều đồng minh về tay Bắc Kinh. Thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại